Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ bà đã người nha. Xin chào tất cả anh em của game kho báu truyền thuyết nha, mình đây từ từ bà đã bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chứ vào video cho anh em xem video và like share theo đăng kênh nó khi phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cập nhật xem tình hình quả cáp hiện tại nào anh em. Thế như phát cốt phần cứng rồi sao anh em, ghé qua xem tí rồi về vui chơi sự kiện các bạn. Mấy này cũng lâu rồi không vô. Tình ca là cơ bản thôi, vào tôi chăm chỉ bữa đây. Lâu ngày được bữa chăm chỉ các bạn, chức năng cày game tí cho nó ok các bạn. Hạc mấy bữa nay nghe phèn quá. Thế nào, không đi nữa à. Hôm nay đang có cái sự kiện Tết thiếu nhi anh em, có cái quả đốt pháo hoa này ngon này. Đốt phát 31 phát chẳng là được gì không. Còn tôi đốt trăm để mấy phát được đống kim cương các bạn. Thấy cái sự kiện đốt này ngon giá man luôn đấy. Là cái sự kiện này này, vòng quay may mắn này, không biết là khi nào mới giúp ta. À còn 1 giờ nữa là lấy thưởng các bạn nhé. Béo nhất anh em được 388 kim cương này. Và độ đỉnh hơn thì tùy. Cái này nó kiểu hên xui thôi mà. Ok, ghé fanpage đi anh em, quay về game chơi. Hôm nay cũng chẳng việc gì đâu, tôi quay video tối nhé. Sáng nay không có đeo đề gì. Bên bokeh thì đến trưa mới có sự kiện nên là thôi quay đeo đề cái bên này tí cho nó vui. Vì thấy bên này cũng báo là có sự kiện mà. Đúng không? Đây đây anh em này. Đây, đã làm tất phát quà phan cứng tháng 5 này, anh em nào ấy thì tranh thủ check Gmail mà nhận nhá. Tôi thì không có phan cứng anh em nên không nhận được. Nếu có đâu bạn nào chưa có thì tranh thủ mà nhận anh em nhé. Ok. Còn đâu về mấy cái code các thứ thì chắc là hôm nay 27 hết chưa nhỉ? Hôm nay 26 ạ. À? Hôm nay ngày cuối của sự kiện nhận code từ mới anh em. Rimaro anh em hay là Enmaro đó. Bạn nào chưa nhận thì tranh thủ đi nhận anh em. Hôm bữa có video hướng dẫn rồi, không hướng dẫn lại. Còn đâu về code dùng chung thì cũng có video chia sẻ rồi nên là cũng không chia sẻ lại các bạn. Hôm nay thì chắc là úp được chiến lên 200m anh em, hay lên 2m anh em, chế độ lại 200m nó quá quá. Thức tỉnh nào, tiến bậc anh em. Từ gọn trước khi tiến bậc thì ta luyện thêm một cháu nữa anh em. Sento Maru đi. Sento Maru các bạn, ok. Úp cho nó lên luôn các bạn nhé. Đâu rồi, Sento Maru hay Hải Quân, đây anh em. Cho lên phát nữa các bạn. Ok các bạn, lên nào. Quay về câu chuyện cô lồ anh em, hôm nay tiến bậc cho cháu nó phát anh em, 1, 2, 3 có 10 lần phát hiện đủ này là ngồi vào 10 lần phát lần chơi anh em. Hôm nay tiến cho nó cô lồ lên cái bú lên phát các bạn, nền phát anh em sang nhận vậy nên 6m được chiến luôn anh em. Ô, quên chụp chụp ảnh nhờ, thì chụp lại 6 cũng được đó bạn, nên được chiến là ngon. Thế nào, tiến bậc phát nữa, cần 3 form này và 2 form này à. Uầy, xem trước nào. Hiện tại là kin này 5 sao 7, 8, 9 sao à. Hiệu ứng các bạn. À ô kìa, ô kìa các bạn. Giờ mới để ý anh em. Thuyền trưởng giờ mới để ý các bạn nha. Tiếp theo và 2 tăng được cái gì không? Cái này sao? Hai lượt không thấy nhiều, cái này sao? Chạy tiếp anh em. Wow. Từ các bạn xem Zoro này. Zoro anh em. Đây là quả ulti đúng không? Ulti anh em, đây kinh thường này. 300 thấp nhất. Và đến 25, tăng lên 30, tăng lên 30. Tăng ngay chết anh em. Thủy tinh không đủ ạ. Rồi thủy tinh này đâu đây? Đá dùng. À chưa có anh em. Ôi mà thủy tinh này kiếm chỗ nào ấy nhỉ? Ơ kìa. Nhưng hôm nay có quả mới anh em, phải đi ghé shop lục shop hay nào. Mình có bỏ qua chỗ nào anh em? Uy hiệu nào, Nien server. Ô kìa, cái quả thủy tinh này nó bán chỗ nào ấy nhở? Kìa, tuần này mình quên chưa mua này anh em này. Thì nó quên này, gần cuối tuần rồi, này mình nhớ ra. Có chiến thượng đỉnh nào? Cũng không có bạn, ô kìa, thế thủy tinh này nó bán chỗ nào ta? Ô kìa, nú thế nhờ, một pha nú rồi anh em. Cái túi này anh em. Ồ, nú giá man ạ.
Rồi thủy tinh này nó ở chỗ nào anh em? Lên được 2 mét được chiến thôi nhá. Cũng hoàn tất nhiệm vụ mục tiêu rồi nhưng mà cơ bản hôm qua mới nhận được Furitora anh em, quên mất này. Hàng này mới có hủ tím Furitora anh em. Cho ông lên phát cho nó nhìn trông nó chất chơi các bạn. Dùng. Có giao diện mới mình dùng ngay anh em. Hủ tím Furitora này. Ok nhưng mà cái thức tỉnh này đâu ta? Đấy là tiến bậc đây à? Nó cũng không không nói cho biết là cái đâu nhờ. Dùng để thay thế kỹ năng mỗi khi 5 lần. Nhận khi thức tỉnh trang bị lên 5 sao, 11 sao dùng để. À rồi rồi rồi, ok các bạn, cứ là anh em phải nâng lên 5 sao, 11 sao anh em nhé. Đây những cháu này này, bây giờ anh em phải tiến bậc lên phát nữa này. Đó, lên phát nữa này anh em hiện thêm một viên. đã hiểu các bạn, đã hiểu. Hình thức thì đơn giản thế thôi nhưng mà cơ bản là thiếu form ạ, thiếu form rất nhiều form luôn. Chú thể lực là rất lâu à, tôi không hoán đổi anh em nhé, rất là từ rất lâu tôi không đi hoán đổi hàng chính các bạn, nên ngồi dành hoán đổi một tí coi. Rồi một cháu này chả phan ga lo quên. Thế này không ổn rồi, thế nào từ từ bạn, thế này là không ổn, biết là cũng là đấy đấy nhưng mà thế này là không ổn anh em, thiếu form các bạn, đây này thiếu form rồi. À đây toàn hải tặc à, cay nhờ. Hôm nay xả vé chưa ta, nhưng cũng xả vé rồi các bạn, hôm nay tôi cũng xả vé luôn rồi đấy, là nguồn rảnh quá đi nâng nghịch hết rồi, giờ kiếm đâu ra với đâu ạ. Ok lên nào, dư 2 ô à, hồ tím vào này. Rồi ok bạn, hồ tím vào xem còn ai nữa không, cho vào phát nữa. Xanh rồi, Corona đi cũng được anh em. Ok nhưng mà cay nhờ. Thế đúng cay luôn, thế thôi cái này ngày mai nhận đi. Rồi đi qua bên này chiến phát anh em. Cô lù mới lâng lên xem cô lù ra trận đánh đấm như thế nào ạ. Mặt công nãy giờ vừa nâng kin lên tí. Nói chung là chắc cũng ngon ngoại hơn tí các bạn. Nói chung là cũng ngon ngoại hơn, kiểu gì cũng vậy mà. Dù đúng hay sai cái gì cũng thế thôi, anh em nâng cấp lên nó khác chứ. Vẫn không ăn được các bạn, cay thế nhờ. Rồi vậy thì đi đại trình phát anh em nhé. Còn tôi bượt đây anh em, đến boss lại quay anh em coi. Ok boss tầng 1 anh em, xử luôn nào. Vô đây trận thế nào lại có 199 anh em, nhìn cay mắt nhờ. Đằng này đây nâng lên 2 mét rồi anh em. Úi giời, bố già đẩy phát nghe hơi yếu đuối. Anh rổ một, quên. Anh rô 1 mét. Nói chung đấm cũng nghe cũng không ăn thua hơn bao nhiêu ạ. Chắc phải nâng cao nhiều. Và đi kiếm hàng mà tôi cứ quên gọi. Để mình phải đi kiếm một hàng anh em. Thế còn là top lên thử top xem là top bên này nó khủng cỡ nào. Thế bữa nay mấy bác đỉnh đỉnh này như năm mấy chục mét lận mà. 5, 6, 7 mét rồi anh em, nhưng mà như bây giờ đâu. Nhà tôi là hắn còn yếu đuối lắm đấy. Marco. Ui xôi. 38k. Ui 850k anh em, Kulu nè. Một ping 476k. Chưa mạnh lắm, cũng chưa mạnh lắm anh em, cảm giác chưa mạnh lắm. Úi giời, hai phát à? Bồi hai phát luôn à. Úi giời, Kobe. Shizaoshi, bú máu. Cái chắc nó bú máu rồi anh em. Thuyền nào. Trời, Marco. 77k thôi à. 168. 32k các bạn. Úi giời. Ê da, hồi sinh à. Căng nhờ, hồi sinh mới sợ anh em. Hồi sinh mới sợ. Hay quá anh rổ. Úi giời, tuyệt vời luôn. Làm 3 nháy liên tục các bạn. Tiếp phát nữa nào. Bổ liên tục các bạn. Rồi, bố già đâu. Úi giời, tái sinh, úi, nắm thế nhờ. Sao anh em, khỏe. Cuồng bạo. Rồi, ok, tiếp tục nào.
Ok, tầng 2 rồi anh em. Boss tầng 2, sự nào? Trời, hai chú trẻ nè. 1v3 anh em. Khá bỏ thẳng ngay. Nói chung là đánh đúng hướng đúng đường thì được thì điểm sát thương nó sẽ cao hơn. Đúc kết sau mấy ngày tôi thi đấu nhiều anh em có để ý. Chơi lâu game có thể tôi mới biết, chứ đâu các bạn biết thừa rồi tôi biết điều đấy. Thôi thực ra cũng hiểu anh em, nhưng mà các bạn trước khi vào trận thì mình sắp lại các bạn. Đa số toàn đại biểu đánh từ giận nên là nhiều của bạn đánh nó HP thấp nó đánh nhiều. Cũng gọi là bố ra. Đấy, như này này bố ra đánh ao trình nó hơi thấp anh em, nhưng để đúng hướng thì nó sẽ khác hay. Thời nào Marco. Rồi mít à. Đúng rồi, ghê thớt. Chưa ăn được anh em. Chưa ăn được ngay. Ô kìa, còn hai lượt làm gì hồi máu thôi mà. Đúng rồi. Thuyền nào, tấn công. Đúng rồi, tiếp nào. Tiếp nào. Hay quá anh luật. Quân anh Zo Zoro nhà chúng ta. Ok, xong boss tầng 2 các bạn nhé. Tiếp tục nào. Ok bạn, boss tầng cuối, tầng 3 là trận nào. Ui, đội hình thắng à. Bố ra đẩy phát nào. Ui, mét 4. Ui, phê phê anh em. Đội hình thắng thì gọi là ăn hết điểm luôn. Mét 7. Wow. Marco, thì cái anh không nào đường chính rồi thôi anh em. Anh nào đường chính phát là ba cháu luôn rồi, ngon rồi. Khổ lối lại vậy các bạn. Trời. Marco nào. Marco đội bạn anh em. Pocadia. Càng nhờ. Ây da, 700k. Bố ra. 600 thôi à. 900. Hay quá. Úi giời ơi, tuyệt vời. Úi giời, tuyệt vời anh em. Tuyệt vời, một kiếm liên tục các bạn. Ok, xạ mít. 50k. Ghê thớt. 400k. Để cái lo lại bút máu rồi anh em. Úi giời, căng nhỉ. Căng đét. Càng đấy, càng đấy anh em, càng đấy. Càng đấy. Một bình. Đúng rồi. Bố ra mình chém à, được 70k thôi anh em. Hay quá, hay quá. Được hụt nha, 100k. Rồi đây là anh Luật. 65k các bạn. Lại đến Marco rồi bạn. Rồi. Ồ, vẫn chưa kết thúc rồi à. Ây da, 500k các bạn. Ây da. Ây da, ô kìa. Hạ được không? Hạ được rồi anh em, hay quá. Ô kìa, nó còn hồi sinh nữa các bạn. Cái nhờ. Còn hồi sinh nữa các bạn. Lại đến Marco rồi bạn. Rồi. Kết thúc chưa? Mét 2 anh em. Vẫn chưa kết thúc à? Vẫn chưa kết thúc à? Marco nhà mình. Cô lô. Ái chà. Hai lượt. Vẫn chưa kết thúc được anh em. Nhìn này thôi thấy chưa kết thúc được rồi. Rồi. Trận đấu kết thúc. Hoàn tất anh em. Ok, nói chung thì video tôi like thì cũng chẳng biết làm gì anh em. Dành tối thì anh em cập nhật qua thông tin tình hình sự kiện cho anh em thôi. Quả cao các kiểu anh em nhé. Bạn nào chưa nhận được chính thủ anh em nhé. Còn đâu về code thì các bạn biết rồi. Đấy, thông đã qua rồi. Ở bên đang có sự kiện Tết thiếu nhi khá là ngon anh em thì cùng tham gia. Video kết thúc ở đây. Hẹn gặp anh em clip tiếp theo. Giờ thì bye bye.